À, đếm tiếp ha cho nhanh ha. À, vâng, kính thưa quý vị, thì sau đây là cái phần mà kiểm coi được bao nhiêu tiền quý vị. Thống kê, thống kê. Quanh lấy tiền lớn không? Chứ sao? Chị thấy gì chứ em con đó. Tại thông cảm đi, quanh có bầu 2 tháng rồi. Ăn sờ nhiều lắm. Làm cái clip này có bầu 2 tháng. Nè, nè có tấm giấy này nè. Cứ làm đi. Cảm ơn rồi. À, đếm từ tiền lớn tới tiền nhỏ ha, đếm từ từ ha. Đếm từ từ đi. Ở đây có nhiều cọc đi. Cái đó của em nãy nhiều đưa đó, em đẩy vô hết luôn đi. Hợp lý. Nãy tại hai anh em đếm tiền cho đủ 3 triệu rưỡi á. Bố quên 3 triệu lấy 50 ngàn nhiêu anh ấy. Lấy cho nào ra lấy đi. 10 tháng 10 đi. Đi lớn nhớ đưa em nha. Ừ. Có nhỏ mới có lớn vậy. Thầy Thận ơi, chắc mình đủ đi mua nữa đó cân cái bự kìa. Cái bự rồi quanh đó đó. Bao nhiêu mới là đủ? Rồi có với 200 mới kìa dư luôn rồi. Đủ rồi Thận ơi. Bao nhiêu mới mua nữa? Đủ 2 triệu rồi con. Cũng mình 300. 300 rồi. Chị bà chị ấy hoa hoa cho em cái bự. Đi vô đi. Cái bự nhiêu nó không? Này 300 rồi nè. Em về Thận. Thành ra mình bà con á, người nào khổ mình cứ vớt cho anh ba cơ. Lẹ vô quá trời. Lẹ vô. 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 Lẹ rồi anh Sơn thêm 100 nữa hả? Trời ơi công nhịn đói mà nãy giờ mà còn tốn tiền nữa nè quý vị. Đây là 700. Đi không hả có. Lấy đi. Ừ chứ anh vừa lấy. Chị Quanh mất 100 nữa đi Châu ơi. Vậy hả chị Quanh thêm 100 nữa nha quý vị. Tốt quá quý vị ơi. Anh chị ở đây là không có ăn cơm trưa đó quý vị. Nè chị cho 100 nữa nè, chị Mai cho 100 nữa nè. Trời ơi chị cho thêm 100 nữa. Chị tên chị gì em quên á. Chị Mai Tuyết. Dạ chị ơi chị Tuyết ha. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay lại trở lại cái chương trình là giải cứu xoài cho bà con quý vị. À, những trái xoài này nè quý vị. À, hiện giờ không xuất khẩu được. À, chị cầm vô cho đẹp ha. Đó. Quá đẹp. À, quý vị, không xuất khẩu được thành ra anh chị em phải là giải cứu xoài. Cái thùng từ thiện này ai muốn bỏ vào bao nhiêu thì Châu Phú và Đệ Thận sẽ tổng kết lại rồi Châu Phú bàn giao cho Đệ Thận giữ để đi mua xoài để tiếp tục giải cứu cho bà con nha quý vị. Thì kính thưa quý vị, qua đây thì Châu Phú cũng có đôi lời mà tri ân đến anh chị em ở trong công ty Mai Đức Thành quý vị. Đã có lòng để mà giúp đỡ để giải cứu cho bà con. Hôm qua là một đợt khoai lang, bữa nay là tới xoài nữa quý vị. Thì qua đây anh Sơn có cảm nhận như thế nào anh Sơn? Có nghĩa là tập đoàn của công ty Đức Thành mình cũng có lòng để ủng hộ cho tất cả bà con ở nhà vườn để lấy cái tiền này để làm công quỹ để cho nhà vườn có thể là nhân giống cho đợt sau lại. Dạ vậy ha. Rồi sau đây thì chị Quanh cũng có đôi lời quý vị. Dạ. Đi, anh nói bữa nay nói. Chị Quanh nhường lại cho anh Hăng đi. Thì nói chung là được mà là tiếp sức để mua những cái trái cây mà của nhà vườn đồ trồng thì nói chung là công nhân ở đây cũng rất là vui phấn khởi. Dạ dạ cảm ơn anh. Đây kể tiếp chị đây. Đi không dừng nữa. Rồi. Rồi. Vâng thì qua đây thì Châu Phú cũng tri ân những cái tấm chân tình của cô chú anh chị làm ở công ty Mai Đức Thành này quý vị. Và sau đây thì cái buổi trao tiền hôm qua là giải cứu khoai lang đó thì anh Xuân sẽ đại diện quý vị. Dạ dạ. Kính thưa quý vị thì sau đây là cái phần mà giải cứu khoai lang hôm qua quý vị. Công ty Mai Đức Thành mấy anh chị em đã quyên góp lại vào trong cái thùng từ thiện này quý vị thì anh Xuân và chị Anh đã đếm được là bao số lượng bao nhiêu thì sẽ bàn giao cho tổng bạn. Số là mình được là 3 triệu lẻ 50 ngàn. Dạ. Cái tiền này để
trả lại cho anh em của nhà vườn lại để người ta đợt sau người ta mới để giải cứu người đợt sau hay sao nữa. Dạ dạ, em thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, thì hôm qua là tổng cái số lượng là Đệ Thuận mua là chỉ là có 1,8 triệu hay Đệ Thuận? 1 tấn 8 phải không? 2 tấn hả? 2 tấn. 2 tấn là 2 triệu quý vị. Nhưng mà được anh chị trong công ty Mai Đức Thành đã hỗ trợ cho 500.000 để đổ dầu. Là chị tên gì chị? Chị Hương của nhóm thiện nguyện. Chị Hương của nhóm thiện nguyện. Vậy ha, là gửi cho 500.000 và bây giờ là 3 triệu mấy? 3 triệu. 3 triệu lẻ 50.000. 3 triệu 50.000 thì tính ra là dư cái số tiền đó quý vị. Thì Châu Phú và Đệ Thuận sẽ nguyện lấy những cái số tiền này giải cứu cho hết trơn tất cả các bà con. Nếu mà bà con mà có gặp khổ gặp khó thì cứ liên hệ kênh Châu Phú Thiên Cấm Sơn hoặc qua số điện thoại ở trên màn hình đó quý vị. Hoặc là liên hệ qua số điện thoại của Đệ Thuận tại nhà vườn là số mấy Đệ Thuận? Dạ. Cũng mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú phát những cái phần xài này đến quý bà con và anh chị ở đây nhé quý vị. Dạ. Rồi. Nãy giờ lấy anh chị em lấy rất là nhiều nha quý vị. Nè, mất làm từ thiện rồi. Đây chưa quên. Đây em cái mít. Mít. Dạ. Rồi cảm ơn sư huynh. Đệ Thuận ơi, hôm nay là mình giải cứu đây là 2 tấn hả Đệ Thuận? Dạ 2 tấn xoài. 2 tấn xoài ha. Rồi được bao kỹ lưỡng từ trái hết. Vậy đó ha. Rồi. Xoài này là của Quynh Hồng hả? Xoài này của ông anh gửi em. Vậy là của ông anh gửi ha. Dạ. Còn xoài của là Quynh Hồng là chưa có bẻ ha. Dạ, tới đây là em sẽ bẻ luôn. Bữa hổm là còn 3 tấn rưỡi hay gì đó phải không? Dạ đúng rồi. Vậy ha. Giải quyết xoài trong anh xong rồi. Rồi con của anh Hồng là xuất viện về chưa? Dạ, nói chung là chưa có sức, em hôm đi dưới rồi cũng bớt nhiều rồi anh. Vậy đó ha. Dạ. Rồi thì cũng cầu mong cho cháu mau khỏe lành bệnh để đi về nhà nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Thì kính thưa quý vị, tại vì là dịch bệnh nên không có cho nuôi ở lại bệnh viện nuôi đông quý vị. Nên anh Hồng ảnh ở nhà thì anh Hồng ưa làm những cái công tác xã hội để đi giúp bà con nghèo hay làm cầu đường quý vị. Thương lắm. Rồi kéo tiếp anh Sơn đi qua về qua cái nào. Cái nào ít ít cái mình dồn lại bạn. Mặt đẹp quá, đi qua lấy xoài kìa. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ để đại đâu cũng được chứ chị. Dạ em cảm ơn chị. Đứng để đây nè. Rất hân hạnh được hôm qua được chị Quanh mời nước rồi hôm nay tới chị ha. Dạ. Chị Nga. Dạ. Dạ cảm ơn chị Nga. Uống nước anh Sơn. Dạ. Đâu bộ xài giải cứu hả? Không bằng khoai nha. Có gì mà khó hết từ từ. Đó, có công nhân ra tới rồi kìa anh Sơn ơi. Chính nào.
xài miễn phí đây. Cái này là phát từ thiện, ai có lòng hảo tâm bao nhiêu cũng được, không có không có gửi tiền cũng bình thường luôn nha. Dạ dạ dạ, tại cái này là giúp nhóm của mấy anh em là giúp cho bà con. Lấy nhiều nhiều đi anh. Lấy nhiều nhiều đại đi. Không quan trọng, không quan trọng. Lấy 5 trái không? Trái bỏ vô chịu thôi. Lấy 5 trái nó để 15 ngàn đồng nữa. Chị cứ nhận đi, không cứ lấy bình thường chị, cái này em phát là bên kia nữa kìa. Cái này toàn là xài là bọc từ cái bọc hết trơn đó, ít có xài phân thuốc lắm á. Cho nhiêu cho phải không? Dạ, không quan trọng, không cho cũng được luôn. Dạ dạ dạ, không quan trọng chị, dạ. Cho ủng hộ. Không sao hết ha, cứ lấy thoải mái chị. Dạ. Cứ lấy. Lấy là ủng hộ bà con đó. Chứ không sao hết trơn á. Chị ăn giùm là cảm ơn rồi đó. Cái này dậu rồi. Ta dễ lựa. Rồi chắc cặp đó luôn, cặp đó ở trên cũng được, ở trên đó cũng được. Rồi. Ở trên đó cũng được. Rồi vậy đi, rồi. Chút xíu hết trơn rồi. Dạ. Chút xíu hết trơn. Trong đây hai dân luôn. Chút xíu hết trơn. Chút xíu hết trơn à, nó chưa hay. Nó chưa hay. Chút xíu hết trơn. Alo mẹ anh Tuấn ơi. Đây nè, qua đây uống. Uống ly nước của chị Nga mua cho mấy anh em uống coi có cảm giác gì không. Đi vô đây được chị Nga mời nước rồi, ok. Mời hai anh em uống nha. Anh Sơn uống nước anh. Có nước trong phòng. Kính thưa quý vị, thì khi mà đi vào trong công ty thì cũng được các anh chị đi mua nước cho uống nè quý vị. Đãi. Bởi vậy nhiệt tình. Rất là thương luôn quý vị ơi. Sao thấy ngọt lắm không cưng? Hả? Ngọt vì cái tấm chân tình phải không? Thấy ấm lòng. Ấm lòng, uống nước đá mà thấy ấm lòng, cứ đừng nói dốc nghe, tội nghe. Không sao, không bỏ vô cũng được nha. Không quan trọng nha mọi người, chị cái này là phát, cái này là ăn giùm là mừng rồi đó nha. Chào các chị ơi. Vô à. Nè, vô nhận xài ăn tiếp cho bà con nhà vườn nha chị. Cái này là chương trình này là kết nối yêu thương đó chị ơi. Lấy nhiều nhiều đi chị. Lấy nhiều nhiều đi chị. Trái này đẹp lắm nè chị. Lấy nhiều nhiều đi. Mấy trái đầu đỏ là ngon. Đó. Mấy trái nào đỏ đỏ là ngon. Lấy nhiều nhiều đi, có lấy không mấy nha. Hỗ trợ đồng bào nhà vườn. Nè Hương. Bên kia bạn à.
cho nhiều cho thì bây giờ luôn cũng được, không sao hết. Có như bạn đấy. Thôi mình lấy rồi. Thôi chị cho lấy chưa? Đúng rồi. Thì quà là để cứ lựa đi, không có bán nhưng mà em muốn ăn nhiều thì lấy ai thì được, không có đâu. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Tiền này không? Rồi để đại cho đó bao nhiêu cũng được. Ừ, muốn đưa tiền thì cho, không muốn cho tiền thì thôi lấy về ăn luôn, không sao hết. Cứ tự nhiên mà lựa. Cứ tự nhiên mà lựa. Lấy cho em xin trả tiền con. Không có sao, chuyện nhỏ xíu. Vô đây, vô đây. Trời ơi, mắc cỡ cái gì lại đây. Chỗ nhiên sách không nổi nữa trời ơi. À, cô chở nước đá ha, lấy đi cô. Kè bọc nhóc trên đó cô. Kè đó. Bữa lửa chế nào ngon lấy. Mày vô bà con ơi. Chào. Chào cái chị ơi, sao mà mới gặp em quay kéo khẩu trang lên rồi. mày vô không rồi đến đại chưa đó. Mày vô công ty Đức Thành người đẹp nhiều lắm nha quý vị. Hả cô, không quan trọng, thôi lấy về ăn luôn đi cô. Thôi có hai trái lấy về ăn, cái này phát ra từ thiện mà, và giúp nhà vườn cô ơi ha. Rồi lấy về ăn đi cô ha. Dạ rồi lấy thêm đi cô. Dạ lấy thêm. Dạ lửa đi bột bự đi. Ừ, lửa trái bự bự lấy hết đi. Cảm ơn nha. Dạ. Đã lựa cho chị trái thiệt thì ngon. Nổi không nè, cái này nặng lắm á. Đây, đưa lên sách cho. Đó, có anh Sơn, anh bưng tới xe giùm luôn nè quý vị. Đó, thấy không? Dễ cứu tới vậy luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Vô đây, trời ơi, đi vô đây lẹ. Mắc cỡ cái gì, không biết nữa, vô đây. Cầm lại tiền đi. Để lấy hình. Chị cầm lại ra. Rồi. Nè em ơi, chị Hương hôm qua cho em là 500.000 để mà chi phí tiền xăng dầu để mà mình chở xoài với khoai lang. Hôm qua là khoai lang, bữa nay xoài nè quý vị. Nhóm Tâm Đức Đức Thành 2 ha. Dạ. Chị đây là cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhóm. Phát triển thêm và giúp đỡ thêm nhiều người khác. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chị. Thì em thì cũng mong là trong về ba ngày tới, nếu mà có công ty mà có nghỉ, các chị có đi qua bên chùa bên bển đó. Bên chùa, đúng rồi, chùa Kim Bửu thì em sẽ đồng hành cùng chị đi qua đó để hỗ trợ bà con ở đó nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Trời ơi, một bọc xài mà cho 100.000 quý vị ơi. Cái chuyến này là lời luôn rồi. À, lấy thoải mái luôn. Lấy thoải mái. Nhiều đi. Không cần thiết nha. Không cần thiết, cứ lấy đi. Không quay cũng được, mà muốn quay làm kỷ niệm cũng được. Con này luôn. Con này
Dạ, lấy sẵn cái hai bọc luôn đi, họ khỏi chạy vô. Ừ, hai ba bọc gì đó, ba bọc luôn. Ủng hộ, ủng hộ. Ở dưới nông trường sông Hậu, ở Cờ Đỏ mình á. Đây nè, bọc quá trời nè, nhiều lắm. Bọc quá trời. Đây là những phần xoài mà còn sót lại nha quý vị. Thì anh chị em vô bọc sẵn để mà phát cho công nhân nha quý vị. Trời ơi, bù hoài chị Hương. Không có, đổ mãi, đổ rồi. Tại vì trong nhóm tâm đức với chị ha, chị. Rồi, của nhóm tâm đức ha, bù thêm cho chẳng 4 triệu cho nhà vườn. Đệ Thuận ơi, hiện giờ nè, Đệ Thuận là thay mặt cho nhà vườn. Hiện giờ Đệ Thuận đang giải cứu cho chú nào đó. Thì cũng cảm ơn tới công ty nha, Đệ Thuận. Đây cho em gửi, đăng ký có phát biểu chị. Rồi, quay vô, chị Oanh đẹp mà. Đây, chị Oanh nhận tiền lại, chị Oanh nhận tiền lại. Chị Oanh nhận tiền lại. Ta phải phải cười lên. Cười lên. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay là chị Oanh đại chân. Diện cho làm công ty Đức Thành, là đại diện cho cái sự mà đoàn kết yêu thương lẫn nhau quý vị. Đức Thành 2 quý vị. Thì nay chị Oanh giao cái số tiền cho Đệ Thuận để giải cứu cái nhà chủ nhà vườn này tên gì, mời Đệ Thuận nha. Đệ Thuận, anh của anh Hồng á, Đệ Thuận không nhớ tên nhưng nhớ là anh của cái anh đi theo á. Ồ, rồi anh Hồng đâu rồi? Ảnh lên xe, ảnh lên xe rồi em thôi. Đem sọt lên xe ha. Rồi vậy thì chị Oanh
chị Oanh sẽ thay mặt của tất cả công ty Mai Đức Thành 2 sẽ trao cho em là này 4 triệu là tất cả các anh chị sẽ cố gắng giúp đỡ cho tất cả nhà vườn. Xin thay mặt nhà vườn xin chân thành cảm ơn công ty cũng như là các anh chị em công nhân viên chức của công ty. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vâng thì kính thưa quý vị, thì chương trình mà giải cứu xoài của anh em công ty Đức Thành kết hợp cùng Châu Phú Thiên Cấm Sơn cùng Đệ Thuận và anh Hồng quý vị thì đến đây thì cũng đã tương đối là hoàn tất là 100% luôn đó quý vị, vì giải cứu 2 tấn xoài cho nhà vườn, trong khi đó nhà vườn bán chỉ có 500 đồng ký thôi quý vị. Nhưng mà bây giờ là tổng số tiền là được tới 4 triệu lận. Thành ra là Đệ Thuận sẽ trao cho nhà vườn hết trơn hoàn toàn cái số tiền là 4 triệu này. Nhà vườn chắc có lẽ là mừng lắm quý vị ơi. Qua đây thì mời anh em của công ty Đức Thành có đôi lời gửi đến nhà vườn nha quý vị. Dạ. Sai sư anh. Ăn đây ăn cho có tụ nha. Video ngày hôm nay coi như là kết thúc tại đây. Các anh chị em của công ty Đức Thành mình cũng ủng hộ nhiệt tình 100% cho tất cả những anh chị em nhà vườn. Hứa là sau này nữa nếu mà có một cái nhà vườn nào mà có những cái tình trạng như vậy thì công ty sẽ bắt đầu ủng hộ tiếp nữa. Dạ. Cảm ơn anh. Đúng rồi. Kìa. Nữa đặc biệt là quan trọng là cảm ơn các nhóm tâm đức của Đức Thành Hài ha. Kế tiếp là Đệ Thuận quý vị. Phát biểu em. Em đến đây á, em thấy có cảm giác sao em? Có cảm giác rất là vui khi mà mang những trái xoài chia sẻ đến anh chị em trong công ty và được anh chị em hỗ trợ hết lòng vì bà con nông dân chúng ta. Lấy thêm nữa không? Vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn anh chị công nhân Đức Thành đã hỗ trợ và giúp đỡ cho nhóm của Châu Phú cùng với Đệ Thuận để giúp đỡ cho bà con nông dân quý vị. Và kế tiếp đó là nhóm Tâm Đức của Đức Thành quý vị đã tài trợ tiền xăng dầu quý vị và gửi thêm tiền để bù vào cho đủ với khoản tiền 4 triệu cho bà con quý vị. Qua đây thì Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây nha. Dạ dạ.